إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Thân hữu Muslimin, chúng ta hãy thức dậy đi. Ngủ như thế đã đủ rồi. Đó là cái chủ đề của bài khutbah ngày hôm nay muốn gửi đến cho chúng ta. As-salatu khayrun min an-nawm. Thức và hành lễ salat tốt hơn là ngủ. Đó là câu nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói và đã bảo. Và chúng ta không nghe cái câu nói As-salatu khayrun min an-nawm trong những cái lần azan của Dhuhr, không trong Dhuhr, không trong ngày Jum'at, không trong giờ Asr, không trong giờ Maghrib và cũng không trong giờ Isha, mà nó chỉ có mỗi trong giờ Fajr. Thì trước khi bước vào chi tiết của cái chủ đề ngày hôm nay thì gửi đến chúng ta không phải cái để châm biếm hay là chê bai hay là nói xấu một người nào, mà đây là một lời nhắc nhở của một người Muslim gửi đến anh chị em Muslim. Và cái sự nhắc nhở này mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cái giá trị giúp cho những người đã hàng năm nay không đến tham gia lễ Salat Fajr ở Masjid. Mong rằng qua cái bài khutbah này họ sẽ tự thức tỉnh và họ biết thức tỉnh con tim của mình để đến với Allah subhanahu wa ta'ala, rằng chúng ta không biết mắc cỡ với Allah subhanahu wa ta'ala hay sao, không biết ngại với Ngài khi chúng ta cũng thức giờ Fajr nhưng không phải đến Masjid để hành lễ Salat, mà chúng ta thức gì cũng ngay giờ Fajr, chuẩn bị để mà đi làm ăn, chuẩn bị để đến công ty cho kịp giờ, chuẩn bị để đến trường học đừng có trễ, và chuẩn bị trong khi Masjid văng vẳng gọi và chúng ta nghe được cái tiếng gọi đó, hayya ala salah, nào mọi người hãy nhanh chân đến với hành lễ salah. Allah subhanahu wa ta'ala kêu gọi chúng ta, Allah subhanahu wa ta'ala kêu gọi chúng ta, và Ngài bảo as-salatu khayrun min an-nawm, lễ salat tốt hơn là gì cho các ngươi ngủ, tốt hơn tất cả mọi thứ khác, và nó chỉ có mỗi trong giờ Salat Fajr. Chúng ta hãy biết rằng đó là cái giá trị của Salat Fajr hơn tất cả những cái giá trị khác của những cái Salat trong ngày. Và nếu như chúng ta tìm những cái bằng chứng từ Quran, từ Hadith thì có rất là nhiều và nhiều, rất nhiều bằng chứng nói về cái giá trị và cái hình phạt dành cho người bê tha với lời nguyện Salat, đặc biệt là Salat Fajr, rằng chúng ta đã ngủ hàng tháng trời, thậm chí là hàng năm trời hoặc nhiều hơn thế, đã không đến Salat Masjid vào giờ Fajr. Chúng ta không cảm nhận được cái sự an lành và cái sự thoải mái, một con tim bình thản của những người họ đi rời khỏi nhà mình từng bước một trong bóng đêm đến với Masjid của Allah subhanahu wa ta'ala vào lúc không có người xung quanh, vào lúc tất cả mọi người chìm trong bóng tối, trong khi tất cả họ đều là người Muslim. Chẳng lẽ rằng chúng ta an tâm, chúng ta vững dưng dưới cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala rằng Ngài bảo فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ, rằng một thế hệ sau này, đó là cái thế hệ bê tha, bỏ bê cái lễ nguyện Salat.
Anh không hành lễ Salat Fajr là anh nằm trong số những người bê tha với lễ nguyện Salat. Anh không đến Masjid của Allah Subhanahu wa ta'ala khi họ réo gọi anh là anh nằm trong cái số mà Allah Subhanahu wa ta'ala vừa nói ở câu kinh những người bê tha lễ nguyện Salat. Rồi sau này là một nhóm hậu vệ bê tha với lễ nguyện Salat. Wattabu'u shahawat. Họ đuổi theo những cái dục vọng của bản thân họ. Họ đuổi theo những cái ham muốn tư lợi của riêng họ. Họ quên đi cái cuộc sống, rồi họ sẽ phải đối diện. Và kết quả họ sẽ ra sao? Đây là cái hậu quả. Và sau và dân câu na gây à. Rồi họ sẽ bị ném vào cái gây à. Gây à. Ông Ibn Abbas radiallahu anhu, ông ta nói gây à, đó là một cái thung lũng lửa, một trong những thung lũng lửa của quan ngục. Nó có cái mùi hôi rất là tanh, rất là cực kỳ hôi, sức nóng rất là nóng, nóng hơn tất cả những cái thung lũng khác, có đáy rất là sâu, và đó nó chứa đựng những cái chất máu mủ hôi tanh của những người bị trong quả ngục chảy ra trên cái con cái thung lũng lửa đó. Đó là gây à. Đó là thung lũng gây da mà Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ ném những người bê tha với lời nguyện Salat vào trong cái thung lũng gây da đó. Và Allah Subhanahu wa ta'ala còn phán فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Thật khốn khổ cho những kẻ hành lễ Salat. Đây là cái câu phán Allah Subhanahu wa ta'ala nói về những người hành lễ Salat, chứ không nói về những người bỏ lễ Salat hoàn toàn. Những người bỏ lễ Salat hoàn toàn là kể như họ không có trong cái danh sách này. Nói về những người hành lễ Salat nhưng họ như thế nào? Thật khốn khổ cho những kẻ hành lễ Salat. Họ ra sao? Thì Allah miêu tả ở ngay câu sau đó, alladhina hum an salatihim sahun. Đó là những kẻ y trì hoãn lễ Salat một cách cố tình. Giờ Salat Fajr thì để đến khi nào mặt trời mọc, hoặc đến khi nào y thức dậy, để mà đi bán, để mà đi đến trường, để mà đi làm ăn, để mà có cuộc hẹn, thì mới giờ đó mới là giờ y hành lễ Salat Fajr, hoặc y hành lễ Salat Dhuhr cho đến giờ Salat Asr, và giờ Asr cho đến khi nào vô giờ của Maghrib, và giờ Maghrib cho đến khi nào vô giờ của Isha. Đó là những người trong cái câu kinh Sahun mà Allah Subhanahu wa ta'ala nói là thống khổ cho những cái kẻ như thế. Y đã cố tình trì hoãn lễ Salat vào những cái giờ đã bắt buộc, không được phép trì hoãn. Trong một lần Nabi sallallahu alaihi wasallam nằm ngủ, thì hai thiên thần Jibril và Mikael đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, nói này Muhammad đứng dậy. Thì Nabi đứng dậy và đi theo hai người đó. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thấy một người đàn ông nằm ngửa và một người đàn ông khác đứng ở trên đầu. Chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng một cái cảnh tượng như thế này. Một người đàn ông đang nằm ngửa và ngủ, một người đàn ông khác đứng ngay trên đầu của người đàn ông đang nằm đó. Và cái người đàn ông đứng đó cầm một cảng đá rất là to và đập lên cái đầu của người đàn ông nằm bên dưới đó, làm cho cái đầu ông ta ép nhíp, ép nát lại. Vì tảng đá nó lăn đi, thì cái người đàn ông đứng đó chạy theo tảng đá để mà lụm trở lại. Thì cái đầu của người đàn ông này sau khi bị ném thì nó ép lại, thì Allah Subhanahu wa ta'ala cho nó từ từ trở lại hiện trạng ban đầu, thì nó trở lại bình thường ngay lập tức. Thì người đàn ông kia quay trở lại thì cái đầu của ông ta cũng đã trở lại hiện trạng bình thường. Thì tiếp tục đập lần như thế. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Này Jibril, ai vậy? Người đó là ai vậy làm cho ta sợ cái cảnh tượng này quá?" Thì Jibril mới nói: "Đi, hãy tiếp tục mà đi." Thì ở cuối cái hadith thì Jibril mới nói đó là người đàn ông mà được Allah Subhanahu wa ta'ala cho y học thuộc lòng thiên kinh Quran, mà y là không chịu làm theo thiên kinh Quran và y đã ngủ không hành lễ Salat bắt buộc. Y đã ngủ không hành lễ Salat bắt buộc. Đó là hình phạt mà Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ dành cho y đó. Thân hữu Muslimin, Salat Fajr là cái bài thử thách đầu tiên trong ngày mà tín đồ Muslimin phải trải qua. Tất cả những người Muslimin phải trải qua một cái bài thử thách mỗi ngày như thế, đó là giờ Salat Fajr. Nếu như hỏi anh có phải là người Muslim không, thì chắc chắn rằng anh, alhamdulillah, chúng ta là người Muslim.
anh có phải là người chỉ thờ Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất hay không? Thì alhamdulillah, chúng ta là những người chỉ thờ Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất. Anh có thương Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Chắc chắn là chúng ta sẽ nói tôi là những người rất thương Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vậy tại sao anh không đến masjid để mà hành lễ salat fajr cùng với mọi người? Ngủ như thế là đã đủ rồi. Chúng ta đã đủ rồi. Chúng ta đã ngủ hàng năm và hàng rất là nhiều năm. Có những người ngủ hàng năm trời và hàng cả chục năm trời, họ không đến tham gia lễ salat fajr ngoại trừ tháng Ramadan, hoặc không đến luôn nữa là khác. Thậm chí họ ngồi dưỡng dưng ở những cái nơi lắng nghe dân dẫn lọc thiên kinh Quran ở masjid, mà họ dường như đó không phải là dành cho họ, dường như họ không phải là trong số những người đó, họ là một cái thành phần nào khác chứ không phải những người Muslimin. Thì chúng ta hãy xem lại cái bản thân của mình, và cái việc hành lễ Salat Fajr, cái việc bỏ bê lễ hành lễ Salat Fajr là một trong những dấu hiệu của những người Munafik. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói inna athqala salata ala munafikin salatul isha wa salatul fajr. Cái lễ salat nặng nề nhất đối với cái nhóm người Munafik đó là nhóm đó là salat isha và salat fajr. Mỗi lần mà hành lễ salat fajr xong là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nhìn lại sahaba, Nabi hỏi người này có mặt không, thì sahaba nói không. Thì Nabi hỏi người này có mặt không, sahaba nói không. Và Nabi hỏi người này có mặt không, thì Nabi kêu tên một số người thì họ hoàn toàn vắng mặt. Và thường xuyên như thế thì Nabi nói đó là những kẻ Munafik. Cái lễ salat nặng nề đối với bọn chúng nhất đó là lễ salat fajr và salat isha. Và nếu như chúng ta bị bệnh thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta tất cả Muslimin bình an và thoát khỏi tất cả bệnh tật. Amin ya Rab. Nếu như chúng ta đi bệnh, đi tìm đến bác sĩ, thì bác sĩ đưa thuốc cho chúng ta và dặn anh hãy uống thuốc cho đúng giờ, tất cả thuốc này anh không được phép trễ nại, và phải uống ngay sau khi anh ăn. Thì thử hỏi chúng ta về nhà có dám uống thuốc trước khi chúng ta ăn hay không? Chúng ta sẽ nói bác sĩ dặn như vậy đó, đó là lời bác sĩ dặn đó, không được phép uống liền sau khi ăn. Thì Allah subhanahu wa ta'ala dặn các anh phải hành lễ salat đúng giờ giấc đã quy định. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Lễ salat đã bắt buộc đối với tín đồ mu'minin phải hành lễ trong giờ giấc của nó. Salat là liều thuốc chữa bệnh cho con tim. Salat là bằng chứng chứng minh rằng anh là một người thật sự tin Allah subhanahu wa ta'ala. Salat fajr là cái bằng chứng chứng minh thật sự rằng anh là một người có niềm tin kiên định vào nơi Allah subhanahu wa ta'ala, nên anh mới đến đây masjid của Allah subhanahu wa ta'ala chứng minh rằng anh sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu như không thì anh coi chừng cái niềm tin iman của mình nó đã bị không được như thế đó. Tại vì salat fajr dành cho những người thật sự tin Allah subhanahu wa ta'ala, biết kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, biết tôn trọng Allah subhanahu wa ta'ala. Còn những người nào không phải như thế thì coi chừng mình, coi chừng lại bản thân về niềm tin iman của mình. Và Allah subhanahu wa ta'ala còn phán một cái câu kinh, và cái câu kinh này làm cho người nào có kiến thức phải sợ hãi gì nó, phải sợ hãi gì nó, rằng Allah subhanahu wa ta'ala thương một số đám nô lệ nào của Ngài đó, thì Ngài sẽ lựa chọn cái nhóm người đó biết quan tâm đến cái tôn giáo của Ngài, và Ngài muốn cái nhóm người đó đứng dậy trước mặt Ngài để mà Allahu Akbar hành lễ salat trước mặt Ngài. Đó là đám người mà Allah subhanahu wa ta'ala lựa chọn họ, Allah thương yêu họ và Ngài rất thích đứng nhìn họ trước mặt Ngài để mà hành lễ salat. Và nhóm người kế tiếp e rằng Allah subhanahu wa ta'ala không cần đến họ, sợ rằng Allah đang ghét họ, sợ rằng Allah subhanahu wa ta'ala không muốn nhìn đến họ, cho nên Ngài đã không đánh thức họ. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ إِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán nếu như mà bọn chúng có ý định đứng dậy, tức là có ý định đứng gì mà hành lễ salat hay đứng gì mà tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, là họ đã có một sự chuẩn bị rồi.
chuẩn bị để mà bản thân mình để đến với masjid, thức dậy trước 1 giờ Azan dài 3 phút để mà vệ sinh cá nhân, sau đó đi mặc quần áo và đến masjid của Allah. Nếu như họ có ý định đó là họ đã có sự chuẩn bị rồi. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala ghét cái việc họ đứng dậy. Allah ghét, không muốn nhìn đến họ. E rằng những người mà không đến tham gia lễ Salat Fajr, rằng sợ rằng Allah subhanahu wa ta'ala không muốn nhìn đến họ. E rằng Allah subhanahu wa ta'ala muốn bỏ mặc họ. Cho nên Ngài đã không thèm đánh thức họ và không muốn cho họ thức dậy, mà Ngài phán: "Ukhudu ma'al qa'idin", các ngươi hãy tiếp tục nằm với những kẻ đang ngồi đó đi, đang ngồi đó, hãy cùng với bọn chúng mà ngủ cho đến giờ Salat Fajr, cho đến giờ thức dậy giờ Azan hay mặt trời mọc lên. E rằng họ đang bị Allah subhanahu wa ta'ala ghét họ, không muốn nhìn mặt đến họ. Trong khi cái đám người đầu tiên, cái đám nô lệ đầu tiên Ngài rất thích và Ngài đánh thức họ để mà họ đến được Allah subhanahu wa ta'ala nhìn họ. Có người đến kể với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rằng một người đàn ông ta đã ngủ cho đến khi mặt trời mọc ông ta mới thức. Ông ta ngủ từ trong đêm cho đến khi mặt trời mọc ông ta mới thức. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: "Zalika rajulun ba là ash-shaytan uzunay", đó là kẻ đàn ông đã bị shaytan đái vào hai cái lỗ tai của mình. Nếu như người nào mà ngủ bỏ lễ Salat Fajr thì hãy biết rằng lỗ tai của mình chính là nhà vệ sinh của shaytan, nó sẽ đái vào đó mỗi ngày đối với người nào không thức gì hành lễ Salat Fajr. Chúng ta hài lòng cho bản thân chúng ta là cái nhà vệ sinh cho shaytan hay sao? Chúng ta có hài lòng bản thân của mình làm cái nhà vệ sinh cho Satan hay sao? Rằng Satan nó sẽ đái vào lỗ tai của người đàn ông nào mà không chịu thức dậy hay là Salat Fajr. Và Malaika, Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói có hai nhóm Malaika thay phiên nhau đến quản lý các ngươi và giám sát các ngươi. Đó là nhóm Malaika của ban ngày và nhóm Malaika của ban đêm. Và họ thay ca của nhau vào mỗi giờ Fajr và mỗi giờ Asr. Mỗi giờ Fajr và mỗi giờ Asr, họ đến để mà thay ca nhau ở giờ Fajr. Và họ đi lên, cái nhóm kia sẽ đi lên trình diện với Allah subhanahu wa ta'ala. Và họ mang theo một cái danh sách tên của những người hành lễ Salat Fajr. Họ ghi hết tất cả những người tham gia lễ Salat Fajr vào trong cái quyển sổ đó. Và họ đem cái quyển sổ đó lên trình cho Allah subhanahu wa ta'ala. Và Allah ta'ala nhìn xem những cái người đã tham gia Salat Fajr. Và Allah hỏi: "Các ngươi đã bỏ đám nô lệ của ta như thế nào?" Trong khi Ngài biết câu trả lời đó là gì, thì Malaika mới nói lại: "Thượng đế của bề tôi đã bỏ họ trong lúc họ hành lễ Salat. Và bề tôi đến với họ cũng trong lúc họ đang hành lễ Salat." Danh dự như thế nào khi chúng ta được nằm trong danh sách đó? Wa Qur'an al-Fajr, innal Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Và Qur'an Fajr, chỗ này Allah subhanahu wa ta'ala nói Qur'an Fajr, nghĩa là lễ Salat Fajr. Tại vì cái lễ Salat Fajr được gọi là Qur'an, tại vì Salat Fajr đúng ra là được hành lễ Salat rất là dài. Cái giờ Fajr đúng ra là phải đọc Quran nhiều hơn những cái giờ khác, nhiều hơn giờ Isha. Tại giờ đó là giờ đọc thiên kinh Quran mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran. Và Salat Fajr nó được Malaika chứng nhận cho. Malaika đến chứng nhận cho tất cả những người đến Salat Fajr và những người đến Salat Asr. Thì hãy đến đây để chúng ta được ghi tên mình vào cái quyển sổ của Malaika lên trình diện Allah subhanahu wa ta'ala mỗi ngày và mỗi sáng và mỗi chiều. Thì những người nào mà không đến hành lễ Salat Fajr, những người nào mà không đến hành lễ Salat Fajr thì anh đã bị Allah subhanahu wa ta'ala cấm bản thân anh thừa hưởng rất nhiều thứ tốt đẹp mà Ngài đã chuẩn bị chỉ dành riêng những người nào đến hành lễ Salat Fajr. Rất nhiều, nhiều không thể nào đếm xuể. Thì đây là một số trong những cái điều lợi đó. Và đây là một số mà chúng ta cần phải nghe. Nhất, đó là đức tin thật sự của một người mu'min. Họ có niềm tin kiên định thật sự nơi Allah subhanahu wa ta'ala và Ngài tận thế, và đinh ninh rằng điều đó hiển nhiên sẽ xảy ra. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Basharil masha'in fi dhulami ilal masajid bi nurin tam yawm al-qiyamah." Xin báo tin mừng cho những người đi trong đêm đến masjid. Thì đi đến trong đêm đến masjid thì chúng ta có 2 giờ. Thứ nhất là giờ Salat
Fajr thứ hai là giờ Isha. Đó là hai giờ chúng ta đi trong màn đêm để đến Masjid của Allah Subhanahu wa Taala. Được cái gì? Bi nuri tam yawmal qiyamah, được một cái sự, một cái ánh sáng toàn diện vào ngày qiyamah. Đó là ánh sáng để chúng ta phải đi ngang cái cầu Sirat. Mỗi một người sẽ tự chiếu sáng cho bản thân mình đi ngang cái cầu Sirat đó. Không phải như ở trần gian này nguyên một đám người dùng một cái đèn pin chung đi một con đường, nhưng ngày hôm đó màn đêm bao phủ chúng ta, chỉ có ánh sáng của mỗi một người hành đạo trên đời này mới có thấy được mình đi qua đường bên kia. Thì những người Kuffar đã xin những người một mình này, các anh hãy cho chúng tôi một chút ánh sáng đi để chúng tôi gọi soi bản thân mình. Thì những người một mình mới nói, các anh hãy đi về phía sau kìa, đi về phía sau mà tìm đó, đi về phía sau mà lấy đó. Thì ánh sáng đó nó không có ngoài trừ chúng ta phải tích lũy ở đây, chúng ta phải tích cóp ra đây thì nó mới có dưới chúng ta. Điều thứ ba, những người đến hành lễ Salat Fajr là dân cư của thiên đàng inshallah. Nabi Sallam nói, man salla bardain, ai hành lễ Salat của hai giờ Fajr và Asr, dakhala al-jannah, là được vào thiên đàng. Thì cư dân của thiên đàng họ là những người đến tham gia lễ Salat Fajr. Và Nabi Sallam nói tiếp, tránh được cái bệnh nifaq, tránh được cái bệnh nifaq. Giống như chúng ta nghe hồi nãy, cái lễ Salat nặng nề nhất của người munafik, những người ngụy tạo Islam, là họ không tham gia Salat Fajr và không tham gia Salat Isha. Thì để tránh được cái căn bệnh hay tránh được phải cái nguy cơ đó, chúng ta hãy đến Masjid hành lễ Salat Fajr và hành lễ Salat Isha cùng với mọi người, mong rằng chúng ta thoát được cái căn bệnh và thoát được cái lời nguy hiểm đó. Thứ năm, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, "Burika li ummati fi bukuriha." Cộng đồng của ta được ban barakat vào lúc hừng đông. Vào lúc hừng đông được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho họ barakat. Có người nói, "Tôi có chục năm nay rồi, tôi cũng thức dậy bình thường, 7-8 giờ mới thức đi làm ăn, tiền cũng vô, làm giàu bình thường, có gì đâu à, cần gì phải thức sớm." Thì những người đó, đúng là anh được tiền, đúng là anh có thể làm giàu, nhưng có một điều anh hãy biết rằng barakat không có trong những gì anh đã lấy được. Những cái barakat mà Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ cho anh tiền, vật chất chơi, còn cái barakat Ngài đã không cho anh, tại vì anh đã không tham gia lễ Salat Fajr. Thứ sáu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, "Lau ya'lamun nas ma fi salatin isha wa salatin fajr la atawhuma wa law habwa." Nếu như thiên hạ con người biết được cái giá trị của Salat Fajr và Salat Isha nó như thế nào, cho dù có phải bò bằng bốn tay, hai chân, họ cũng sẽ bò đến đây để mà hành lễ Salat. Cho dù phải bò chứ không phải là đi, mà phải bò họ cũng sẽ đến, nếu như họ biết được giá trị thật sự của nó. Rằng đôi dép, cái điều này chúng ta có thể biết được và tự mình so sánh hơn những điều khác. Rằng cái đôi dép của người đến Masjid hành lễ Salat Fajr, đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala nó tốt hơn cái mão của vị vua không đứng dậy hành lễ Salat Fajr. Cái đôi dép của người đến Salat Fajr ở Masjid, đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala nó tốt hơn nhiều so với cái dương niệm mà của vị vua đội trên đầu, mà trong khi vị vua đó không đứng dậy hành lễ Salat Fajr. Thì họ có giá trị nơi Allah, họ có giá trị nơi Allah. Còn những cái người kia chẳng là cái gì đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngài cần những người nô lệ biết sợ Ngài, chứ Ngài không cần những người nô lệ chống đối Ngài. Và cái giá trị thứ bảy, Nabi Sallam nói, "Man salla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Ai hành lễ Salat Fajr y nằm trong cái sự bảo vệ của Allah. Ai hành lễ Salat Fajr y nằm trong sự bảo vệ của Allah. Được Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo vệ trong suốt một cái ngày hôm đó, không bị bất cứ cái điều gì sai hay những cái gì mà y ghét bỏ xâm phạm đến đi. Những vị ulama, những vị hakim thời trước đây, khi mà họ bắt một người Muslim nào có một sự kiện nào đem sẽ cần phải phán xử đó, mà cái người Muslim đó phạm tội đó, thì người ta, thì những vị hakim đó mà hỏi, "Hồi sáng này anh có hành lễ Salat Fajr không?" Thì nếu như cái người đó nói có, thì ông ta nói, "Vậy anh đi đi, tôi tha cho anh vì Allah." Tại vì Allah nói người đó nằm trong sự bảo vệ của Allah, thì tôi không dám đụng đến cái sự bảo vệ của Allah, tôi không dám xâm phạm đến sự bảo vệ của Allah.
và anh hãy đi đi vì Allah subhanahu wa ta'ala. Và ngược lại, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man taraka as-salah muta'ammidan fa huwa buri'at minhu dhimmatullah. Ai cố tình bỏ lễ nguyện salah, tức là không muốn đến hành lễ salah, thì y đã tự mình thoát khỏi cái sự bảo vệ của Allah subhanahu wa ta'ala. Sự bảo vệ Allah ta'ala không ra đây, không đi đến gì. Chúng ta hãy biết sợ Allah subhanahu wa ta'ala và hãy thức tỉnh lại. Hãy thức tỉnh lại, đủ ngủ như thế đã đủ rồi, để chúng ta đến hành lễ salah phát trật cùng với người Muslimin. Và người Do Thái nó nói, đây là câu nói của người Do Thái nó nói, nếu như người Muslim á đến hành lễ salat fajr giống như họ đến hành lễ salat jum'at á, thì họ đang xem mạnh hơn chúng ta. Nếu như người Muslim đến hành lễ salat fajr giống như họ đến hành lễ salat jum'at của ngày thứ sáu, thì họ sẽ trở nên mạnh hơn tất cả, họ chiến thắng cả thế giới. Chẳng phải rằng sahaba ngày xưa mỗi lần nhắc đến hai chữ Islam là kẻ thù phải rung bay bẫy khi nghe đến hai chữ Islam và những người Muslim, rằng tất cả họ đều đến masjid hành lễ salat fajr, không một ai bỏ. Nabi sallallahu alaihi wa sallam chưa từng bỏ hành lễ salat fajr trong cuộc đời của người, và Abu Bakr cũng chưa bao giờ làm cái điều đó. Và Umar, ông ta đã bị giết trong cái giờ salat fajr khi ông ta đang làm imam. Và Uthman, sau khi ông ta đã hành lễ kỳ giam xong, ông ta ngồi đọc thiên kinh Quran chờ đến giờ salat fajr thì ông ta đã bị ám sát và đã chết trước khi ông ta hành lễ salat fajr. Còn Ali bin Abi Talib, ông ta đã đánh thức mọi người, ông ta thức dậy đi gọi mọi người xung quanh, này hỡi người thức dậy hành lễ salat fajr, này hỡi mọi người thức dậy ngủ thế đủ rồi. Thì đang trong cái lúc đó thì ông ta đã bị ám sát và ông ta đã bị giết chết trước khi ông ta hành lễ salat fajr. Và những vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam và những người sống ở thế hệ đầu tiên, thế kỷ thứ hai, thứ nhất, thứ hai và thứ ba, và những cái thế hệ sau đó, họ không bao giờ bỏ hành lễ salat fajr và họ không bao giờ biết bỏ cái gì hành lễ salat fajr ở masjid, ngoại trừ đó là munafik. Ngoại trừ đó là những tên munafik, còn tất cả họ đều là những người đến masjid không bao giờ bỏ, trừ khi một cái nguyên nhân nào đó. Nếu như chúng ta mệt vào một ngày nào đó chúng ta lỡ bỏ một lần, hai lần thì đó là một chuyện bình thường, tại vì chúng ta là một con người. Còn nếu như ngày này, tháng nọ, năm này đến năm kia chúng ta chưa từng thức dậy đến masjid của Allah subhanahu wa ta'ala vừa vào phát trật, thì coi chừng. Tại vì có một số người Muslim họ cứ ngỡ rằng á, Islam chỉ bắt buộc hành lễ salat 4 lần à, Dhuhr, Asr, Maghrib và Isha, còn giờ phát trật lượng như họ bị quên. Họ ngủ thức dậy tới 7-8 giờ là họ đi làm luôn, họ không biết hành lễ hay là không. Thì có những người họ tưởng rằng như vậy, nhưng mà hãy nhớ rằng hỡi người Muslimin, chúng ta bắt buộc hành lễ salat ngày đêm đến 5 lần, không phải là 4 mà là 5. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib và Isha, đó là 5 lễ salat mà chúng ta bắt buộc phải hành lễ trong một ngày đêm, không phải mà ở tại nhà chúng ta, mà phải tại masjid của Allah subhanahu wa ta'ala. Tại vì Allah không cho phép những người đàn ông hành lễ salat tại nhà, trừ khi có lý do chính đáng mà Islam cho phép. Còn nếu không, anh phải đến masjid của Allah subhanahu wa ta'ala để mà vào hoàn thành cái bổn phận hành lễ salat đó. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta những cái điều tốt hơn. Và cái giá trị kế tiếp của hành lễ salat fajr cùng với tập thể, Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, ai hành lễ salat isha cùng với tập thể là dường là y đã được ghi rằng mình đã hành lễ salat kỳ giam đến nửa đêm. Chúng ta hành lễ salat isha cùng với tập thể là chúng ta được Allah salat ghi rằng chúng ta đã hành lễ salat đến nửa đêm. Và ai hành lễ salat fajr cùng với tập thể là y đã được Allah subhanahu wa ta'ala ghi rằng y đã hành lễ salat kỳ giam suốt một cái đêm. Suốt một đêm, chỉ cần chúng ta tham gia hai lễ nguyện salat isha và fajr cùng với tập thể thì chúng ta được cái giá trị rất là lớn, không thể là lớn hơn được như thế nữa. Allah subhanahu wa ta'ala rất là lòng rộng ban cho chúng ta, và chúng ta hãy cầu xin Allah đến thay đổi bản thân mình. Thì đây là những cái nguyên nhân và những cách có thể giúp chúng ta đến với hành lễ salat fajr. Thứ nhất, chúng ta hãy cầu xin Allah phù hộ chúng ta đến với hành lễ salat fajr. Thứ hai, chúng ta hãy hành lễ salat witr trước khi chúng ta ngủ. Hãy nên hành lễ salat witr trước khi ngủ, ít nhất gì là một rách thôi. Thứ ba, chúng ta hãy lấy nước wudu, ngủ là có nước wudu.
Và thứ tư, chúng ta hãy đọc những cái lời tụng niệm trước khi ngủ. Những lời tụng niệm trước khi ngủ nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng thức khi chúng ta gì? Nghe Azan hay được đánh thức vào giờ Salat Fajr. Và thứ năm, chúng ta cần phải định tâm rằng ngày mai mình sẽ thức về hành lễ Salat Fajr. Chúng ta phải có cái định tâm đó thì chúng ta mới có thể thức. Còn nếu chúng ta ngủ nó là ngày mai sẽ đi bán 7 giờ 8 giờ thì chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được cái bài thử thách này. Và thứ sáu, chúng ta cần phải để đồng hồ reo đúng giờ đó. Và thứ bảy, chúng ta hãy dặn những người nào mà họ thường xuyên thức, mẹ mình, anh mình, em mình hay là ai đó, đánh thức mình khi họ thức để mình cùng đến với họ đến với hành lễ Salat. Và điều thứ tám, chúng ta hãy nên kêu con mình, những đứa con trai, cho dù nó chỉ mới có 5-7 tuổi hay là 7-8 tuổi, cũng nên đánh thức nó đúng dòng cái giờ đó để nó đến masjid và nó biết được cái giá trị này của nó là giờ Fajr. Cho dù không thường xuyên, có thể không kêu nó mỗi ngày, nhưng cũng đừng bao giờ bỏ cho nó ngủ mãi cho đến khi nó 10 tuổi hay là lớn hơn, mà hãy đánh thức nó. Có những đứa trẻ anh hâm lên trong masjid chúng ta, nó đến masjid rất là đều, rất là đều. Mỗi lần gặp nó lên rất là vui. Là đã hỏi nó ai đã xúi con đến với xịt, tôi nói tự con đến khi nghe giờ là con sẽ đến. Có khi nó đến trước khi giờ Azan nữa kìa, trong khi nó mới có 4-6 tuổi thôi, học mới lớp 1, có đứa thì học lớp 3, lớp 4. Thậm chí nó đến giờ Salat Fajr cùng với mọi người thì sẽ như thế nào đối với người lớn tuổi hơn nó, thì chúng ta cần phải suy xét về bản thân của mình. Thì qua tất cả những gì mà chúng ta đã nghe từ thiên kinh Quran của Allah Subhanahu wa ta'ala, những cái hadith của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và những cái giá trị của giờ Salat Fajr, và những cái bằng chứng chứng minh được rằng Salat Fajr nó có giá trị như thế nào trong Islam của chúng ta, thì mong rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ thay đổi con tim của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Nếu như trước đây chúng ta chưa từng đến masjid thì hãy từ giờ phút này thay đổi mình, hãy nói là Allah, bề tôi xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi, bề tôi nguyện sám hối với Ngài và cầu xin Ngài hãy phù hộ cho bề tôi đến hành lễ Salat Fajr cùng với mọi người. Và nếu như những ai nghe được tất cả những lời lẽ này mà không biết thay đổi bản thân mình nữa thì coi chừng đó là bằng chứng chống đối lại anh. Hãy xấy nó là bằng chứng làm chứng cho bản thân mình, đừng để nó là bằng chứng chống đối lại anh. Nếu như qua những lời lẽ này mà anh vẫn còn chưa biết sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, chưa biết mắc cỡ với Allah Subhanahu wa ta'ala, thì anh cứ việc làm bất cứ gì anh muốn. Allahumma hal balagt, Allahumma hal balagt, Allahumma hal balagt. Là Allah, bề tôi đã khuyên hết tất cả những gì bề tôi đã biết, và bề tôi đã nói hết tất cả những gì bề tôi đã biết. Cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala làm chứng cho việc này cho bề tôi trước ngày Kiyamah, và xin Ngài hãy lấy ra là bằng chứng cho bề tôi, phục cho bề tôi vào ngày Kiyamah họ trước mặt Ngài. Hỡi Allah Subhanahu wa ta'ala, Ngài đứng đức mực độ lượng và khoan dung, Ngài nghe hết tất cả mọi biết, Ngài nghe hết tất cả mọi điều và biết hết tất cả mọi chuyện được giấu kín trong lòng. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بأهل هذا البلد سوء فرد كيده على نحره بقوتك إنك أنت قوي عزيز. اللهم انصر مسلمين في كل مكان. اللهم انصر مسلمين في كل مكان, في باكستان, في أفغانستان, في شيشان, في فلسطين, وفي سوريا, وفي مصر, وفي كل مكان برحمتك وقوتك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.